Tôi có may mắn là đi khắp nơi trong nước, đi gần như là khắp nơi trên địa cầu, đi từ khi còn tóc xanh môi đỏ cho tới khi tóc bạc răng long. Nay đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn đi, đi và nhớ, đi để nhớ. Nhớ cảnh, nhớ người, nhớ từ những người đã đi qua đời mình cho đến những chuyện buồn vui xa lắc xa đâu. Ngày xưa nó sẽ không có được sạch sẽ ngăn nắp như thế này, nó là những chùm cây nhỏ nhỏ, và tôi thường hay trốn học và thường hay ra đây, ra cái khu này. Tôi còn nhớ hoài lúc đó là cái lúc là đào dế bắt run, bắt dế mặt đem về chúng ta trải nghiệm. Thì đó là cái kỷ niệm về thời ấu thơ của tôi. Đây là đền Ngọc Sơn, cách nhà tôi chưa đầy 50 thước. Bên trái của đây là đền Bà Kiệu, bên phải là rạp Pathé, chiếu phim đầu tiên là chiếu phim Câm rồi. Mãi đến khi tôi 14 tuổi, 13, 14 tuổi mới có phim nói. Và đằng sau lưng rạp Pathé là một cái bãi đất để tôi được coi ông Hai Tây đóng đinh lỗ mũi là một. Được xem những cái đoàn múa rối tàu ở bên Trung Quốc họ sang đây họ được biểu diễn. Thế thì có thể nói là cả cái tuổi ấu thơ của tôi trong vòng mười mấy năm đó là ở đây. Và lẽ dĩ nhiên là ở trong đền Ngọc Sơn. Khi tôi đã hơi lớn lên rồi thì trên cái con đường đi vào đền Ngọc Sơn thì ngày xưa đó là hai bên này là đầy ăn mày. Lúc nào cũng có người ăn mày ngồi ở đây. Và nếu mà là ngày Tết thì có những ông đồ nho ngồi viết câu đối. Thì tôi sống ở trong cái cảnh mà hồi đó là cái thời mặt vận của nhà nho rồi. Các ông đồ là sống bằng cái nghề viết chữ để cho người ta sẽ mang về dán ở trên tường. Và đâu đây thì có cái hàng nó bán những tượng mà bằng bột gọi là tò he, rất đẹp ở đây.